Chào mừng bạn đến với channel Trải Nghiệm Game. Sau Tết đương nhiên là chúng ta lại trở về với các tháng ngày chơi Liên Quân bình yên hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời, nhiều anh em lại có thêm nhiều phong bao lì xì dày hơn, khiến cho rất nhiều kiện tướng muốn đập lại nick và chơi lại từ đầu để làm nên một lịch sử nick đẹp hơn, mạnh hơn và đầy chiến tích ghê gớm. Nhưng đối với S, kênh Trải Nghiệm Game luôn hướng về các anh em mới làm quen với Liên Quân và cần kiến thức về Liên Quân, nên các clip luôn thực tế và đầy đủ kiến thức. Vậy nên nếu lập lại nick mới hoặc có một bạn nào đó, trai hay gái đều được, ok, muốn chơi Liên Quân lại và đeo rank thì dùng tướng gì ngay trong ngày đầu tiên, cùng tìm hiểu top 5 tướng cho anh em ngày đầu lập nick muốn chơi xếp hạng. Nào bắt đầu. Top 5, Mina. Mina là cô nàng roam đường rất mạnh hiện nay, luôn là vị tướng được chú ý dù là ở các bậc rank kim cương trở lên. Sức mạnh, bảo kê và sự khó chịu của Mina được chứng minh là tướng đi roam tốt dù ở các trận đấu chuyên nghiệp, bởi khả năng khống chế của bộ chiến thức dù có nhược điểm thiếu cơ động nhưng chỉ cần di chuyển tốt và phối hợp hay với đồng đội, Mina quá đáng sợ. Vậy thì tại sao S lại khuyên anh em mua Mina khi lập nick hoặc mới lập nick mà muốn đeo rank? Mina bậc rank khởi động từ đồng đến vàng luôn tiềm ẩn sự đáng sợ, đó chính là khả năng kéo vào trụ và kích thích đối thủ ăn mạng đơn giản. Thực chất ở các bậc rank vàng bạc thì các tướng bá như Mina rồi Grug với khả năng kéo luôn là đáng sợ nhất khi dùng để xử lý các kiện tướng còn non kinh nghiệm. Đương nhiên đôi lúc chúng ta có thể gặp vài cáo già cái đại nick, khi đó đành bỏ tay thôi. Đó là lý do vì sao người ta ghét cày thuê rồi. Mina đi đường lên trang bị vừa công vừa thủ, đảm bảo cho bạn có thể có một tanker bá đạo, một tướng solo đường hoặc một trợ thủ đi đường đáng gờm. Nhớ chơi và sử dụng Mina nhé. Đây là vị tướng chơi rất đơn giản, chiêu thức không cần phải căn chỉnh quá nhiều, một tướng đích thực hợp với anh em mới chơi mà không lo bị phế. Top 4, Chrissy. Đương nhiên khi mới lập nick, nhiều người luôn tư duy là đi mid là an toàn nhất và có nhanh kinh nghiệm nhất, bởi đường mid lính lên rất nhanh và trụ đường mid vô cùng quan trọng. Còn quan trọng hơn, hai cánh rất nhiều, bởi nếu đội nào chiếm được trụ sớm đường mid luôn có ưu thế ganh hai bên cánh và kiểm soát tầm nhìn rất tốt. Đương nhiên khi ở các bậc rank đầu này thì trụ nào để vậy mà thôi, cứ thấy đánh nhau đương nhiên là cứ bu vào giao tranh cánh nhẹ. Và Chrissy chính là vị tướng mà S muốn giới thiệu cho anh em, đồng giá tiền với Mina. Chrissy là vị tướng cấu rỉa hoặc giao tranh rất ổn, đặc biệt khi ở các bậc rank đầu tiên tư duy bắt chủ lực chưa được nổ mạnh mà chủ yếu là giao tranh, thằng nào ở gần là phang thằng đó. Vì thế chất tướng Chrissy rất tốt, cấu rỉa từ xa, đặc biệt các trận đấu ở các bậc rank khởi động này đa số đều kéo dài qua phút thứ 15, trừ khi gặp thanh niên kỳ cựu nào cài lại nick mà thôi, nên việc Chrissy có trang bị không hề khó khăn để càn lướt đối thủ. Đây là một tướng pháp sư, nếu không nhầm thì được tăng chút sức mạnh ở phiên bản Tết vừa rồi, thích hợp cho các bạn đeo rank mà muốn chơi pháp sư nhé. Nhưng khi chơi Chrissy yêu cầu anh em căn chỉnh chiêu thức khá nhiều mới phát huy được hiệu quả tốt. Top 3, Triệu Vân. Triệu Vân là vị tướng được tặng biếu ngay từ khi anh em mới lập nick, và đương nhiên khi mới lập nick xong đánh phè phè vào trận rồi chắc chắn anh em lại dùng ruby và vàng sắm đủ tướng đeo rank. Đương nhiên rồi, Triệu Vân là sự lựa chọn cho các bạn ở các bậc rank đầu bỏ bê đi rừng là điều rất hay xảy ra, và có thể nói thẳng là nếu bạn không đi rừng đôi lúc có các kiện tướng chẳng quan tâm rừng là gì. Vậy nên đi rừng hay đi đường Triệu Vân đều chơi tới bến nhé anh em ơi. Chỉ có điều ở các bậc rank khởi động này Triệu Vân không nên trao đổi chiêu thức quá sớm khi chưa đạt cấp độ 4, trừ khi có đồng đội hoặc nếu gặp kèo 1v1 quá thơm thì cứ quất tới bến. Chất tướng Triệu Vân S có thể khẳng định rằng ở tại phiên bản này được tăng sức mạnh rất nhiều. Đầu game nếu bạn chơi Triệu Vân, nếu có bị thọt thì đừng quá sốc, bởi chỉ cần kéo về late game khi có đầy đủ trang bị, Triệu Vân có thể gánh team rất bá và gần như 1v1 khó có đối thủ nào muốn chạm trán tên này. Đó chính là lý do vì sao S chọn Triệu Vân cho anh em, nhớ quất tới bến vị tướng này nhé. Top 2, Morgana. Morgana là một vị tướng pháp sư nên việc lựa chọn đi đường mid là điều quá ư là bình thường, nên S dành cho anh em sự lựa chọn đặc biệt hơn xíu, đó là cầm Morgana đi rừng nhé anh em ơi. Nhưng lưu ý, khuyến khích anh em đi rừng tại bậc rank vàng bạc thôi nhé, và mở ngoặc quen thuộc Morgana và cơ chế chiến thức mới cầm đi rừng, còn lại cứ đi đường mid như thường lệ. Morgana chất tướng là cấu rỉa khỏe hồi phục cho bản thân và đồng đội đáng gờm, tại phiên bản Tết được tăng sức mạnh rất lớn, liên tục và đáng sợ. Morgana là một tướng hot pick ở bậc rank khởi động này, và nếu dùng một cách điều luyện và chuyên nghiệp đương nhiên là hợp đội hình. Việc cầm Morgana đi đeo rank cao hơn không hiếm gặp. Morgana đi rừng cầm gươm Rocky, sự đáng sợ trong giao tranh 1v1 hoặc là giao tranh tổng luôn được thể hiện. Nhớ cầm Morgana và nhận Morgana khi sử dụng ruby để mua gói tướng bên shop nhé anh em ơi. Bỏ qua Morgana chính là một sự đáng tiếc không hề nhẹ, dù đầu hay là cuối game Morgana luôn khiến các đối thủ phải đau đầu. Top 1, Van Hell. S để Van Hell ở top 1 không phải để choi hay là chế nhạo, mà đang nói về sức mạnh và tiềm lực của vị tướng này. Đồng thời với Morgana và Triệu Vân, Van Hell mà S muốn giới thiệu cho anh em hướng tới anh em ở cả 3 vị trí.
solo đứng mid, đi đường và đi rừng. Van Halen là vị tướng có thể lên rất nhiều lối trang bị ở các bậc rank cao, đa số chúng ta lựa chọn các lối sát thương và chống chịu. Còn ở bậc rank khởi động thuần sát thương hoặc kết hợp cả phép và vật lý đều tối ưu hơn cả. Van Halen sát thương có, không chỉ có là một con bài đeo rank rất mạnh tại các bậc rank đầu. Van Halen được ưa thích không hẳn vì hắn ta được tặng mà chính là lối chơi đặc biệt hit and run có thể đánh giá tuyệt vời nhất liên quân. Việc luyện Van Halen để leo rank là điều đúng đắn cho các bạn. Đừng nhìn các mặt tiêu cực của Van Halen khác mà có cái nhìn không công bằng với vị tướng này. Đây là năm vị tướng S giới thiệu cho anh em. Các anh em mới lập nick trở lại hoặc là các anh em đang làm quen với liên quân có khởi đầu tuyệt vời nhất khi tham gia liên quân từ ngày đầu tiên. Trên đây là top 5 vị tướng cho anh em ngày đầu lập nick muốn chơi xếp hạng ngay lập tức. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân nhớ bình luận dưới video nhé. Và tiếp theo đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn lại trong các video lần sau. Mọi thắc mắc anh em cứ để lại dưới comment, và muốn ad làm điều gì nhớ để lại dưới comment để ad thực thi giúp các bạn nhé. Thank you anh em rất là nhiều. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí, và ấn vào biểu tượng chuông lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.